Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 17. Dân Philippines nhóm hiệp các đạo binh mình đặng làm giặc. Chúng hiệp tại Soko thuộc về xứ Juda và đóng trại tại Ephedamim giữa Soko và Aseka. Saul và người Israel cũng nhóm hiệp đóng trại tại trũng Ela và dàn trận cùng dân Philippines. Dân Philippines đứng trên núi phía này, còn Israel đứng trên núi phía kia. Trũng phân cách họ. Bây giờ có một người lực sĩ từ trại quân Philippines mà ra, tên là Goliath, quê ở Gát, bề cao người 6 thước 1 gang. Người đội mão đồng trên đầu, mặc áo giáp đồng vải cá nặng 5.000 siếc lơ và những ủng đồng. Sau lưng treo một cây lao đồng. Cán của cây lao hắn như cây trục của thợ dệt cưỡi, và mũi của cây lao này nặng 600 siếc lơ. Kẻ vác binh khí hắn đi trước hắn. Vậy hắn ra đứng kêu la cùng đội ngũ Israel rằng: cớ sao các ngươi ra bày trận? Ta há chẳng phải là người Philippines, còn các ngươi là tôi tớ của Saul sao? Hãy chọn một người trong các ngươi xuống đấu địch cùng ta. Nếu khi đấu địch cùng ta hắn trỗi hơn và giết ta, thì chúng ta sẽ làm tôi các ngươi. Nhưng nếu ta trỗi hơn hắn và ta giết hắn, thì các ngươi sẽ làm tôi chúng ta và hầu việc chúng ta. Người Philippines lại còn nói rằng: phải, ngày nay ta thách lời này cho đội ngũ Israel. Hãy khiến một người ra, đặng chúng ta đấu địch cùng nhau. Saul và cả Israel nghe những lời của người Philippines thì lấy làm hoảng hồn, sợ hãi lắm. Và David là con trai của Isai, người Ephrat kia, quê ở Bethlehem trong xứ Juda. Người có 8 con trai. Trong đời Saul, Isai đã cao tuổi rồi. 3 con trai cả của Isai đã theo Saul nơi chiến trận. Tên 3 con trai ấy là con cả Eliab, con thứ nhì Abinadab và con thứ ba Shama. David là con út. Khi 3 anh người đã theo Saul, thì David lìa nơi Saul trở về Bethlehem đặng chăn chiên của cha mình. Người Philippines đi ra buổi mai và buổi chiều, tỏ mình ra như vậy trong 40 ngày. Và Isai nói cùng David con trai mình mà rằng: con hãy lấy 1 epha hột rang và 10 ổ bánh này, chạy mau đến trại quân, đặng đem đưa cho các anh con. Con cũng hãy đem 10 bánh sữa này cho quan tướng cai ngàn quân, thử xem các anh con có mạnh chăng, và con phải đem về cho cha một dấu chi làm chứng về phần chúng nó. Các anh con ở cùng Saul và hết thảy người Israel tại trong trũng Ela để đánh giặc cùng dân Philippines. Ngày mai sáng sớm, David để chiên cho một người chăn, lấy đồ vật mà đi như Isai đã dặn người. Khi người đã đến đồn, thì đạo binh đi ra đặng dàn trận và reo tiếng chiến tranh. Israel và dân Philippines dàn trận, 2 đạo quân đối nhau. David cất gánh nặng mình, giao cho người giữ đồ vật, đoạn chạy đến chỗ dàn trận, tới hỏi thăm 3 anh mình mạnh giỏi chăng. Người đang nói chuyện cùng chúng, kìa, người lực sĩ Goliath, tức là người Philippines ở Gát, từ hàng ngũ Philippines sớm tới, và David nghe hắn nói như những lời ngày trước. Hết thảy người Israel thấy người này đều chạy trốn và run sợ lắm. Mọi người Israel nói: các ngươi có thấy người đó sớm tới chăng? Hắn đến đặng sỉ nhục Israel. Nếu ai giết được hắn, thì vua sẽ ban thưởng nhiều của cải, gả con gái mình cho người đó và miễn sâu thuế cho nhà cha người ấy trong Israel.
David hỏi những người ở gần mình rằng: người ta sẽ đãi thế nào cho kẻ giết được người Philistin này và cất sự sỉ nhục khỏi Israel? Vì người Philistin này, kẻ chẳng chịu phép cắt bì này là ai mà lại dám sỉ nhục đạo binh của Đức Chúa Trời hằng sống? Người ta lấy lời thường nói ấy mà đáp cùng người rằng: ai giết được hắn thì phần thưởng sẽ là như vậy. Nhưng Eliab anh cả người nghe David nói như vậy, nổi giận người mà nói rằng: cớ sao mày đến đây? Mày bỏ ít con chiên của chúng ta trong đồng vắng cho ai? Tao biết tánh kiêu ngạo và sự độc ác của lòng mày, ấy đặng xem tranh chiến nên mày mới đến. David đáp rằng: vậy tôi có làm chi đâu, ấy chỉ là một câu hỏi thôi. Người gian xa anh mình lập hỏi những người khác cũng một câu ấy, thì người ta đáp như lần thứ nhất. Có người nghe các lời David nói bèn thuật lại cho Saul hay. Saul đòi người đến. David thưa với Saul rằng: xin chớ ai ngã lòng vì cớ người Philistin kia, kẻ tôi tớ vua sẽ đi đấu địch cùng hắn. Saul đáp cùng David rằng: ngươi chẳng thế đi đấu địch cùng người Philistin kia, vì ngươi chỉ là một đứa con trẻ, còn hắn là một tay chiến sĩ từ thuở còn thơ. David tâu cùng Saul rằng: khi tôi tớ vua chăn chiên của cha mình, hễ có sư tử hay là con gấu đến tha một con chiên của bầy, thì tôi đuổi theo, đánh nó, rứt con chiên khỏi miệng nó. Hễ nó cất lên cự tôi nắm râu nó, đánh và giết nó đi. Tôi tớ vua đã đánh chết con sư tử và con gấu, vậy thì người Philistin không chịu phép cắt bì kia cũng sẽ đồng số phận với chúng nó, vì hắn đã sỉ nhục các đạo binh của Đức Chúa Trời hằng sống. David lại nói: Đức Giê-hô-va đã giải cứu tôi khỏi vấu sư tử và khỏi cẳng gấu, ắt sẽ giải cứu tôi khỏi tay người Philistin kia. Saul đáp rằng: hãy đi, nguyện Đức Giê-hô-va ở cùng ngươi. Saul lấy áo chiến mình mặc cho David, đội cái mão đồng lên đầu người và mặc áo giáp cho người. David đeo gươm của Saul ở trên áo chiến và tập đi thử vì không có thói quen. Nhưng người nói cùng Saul rằng: tôi không thể mang khí giới này mà đi được vì tôi không có thói quen. David bèn cởi áo ấy ra, cầm một cây gậy, lửa dưới khe 5 cục đá bóng láng để trong cái túi chăn chiên mình vẫn có, và cái trành ném đá ở nơi tay, rồi xơm tới người Philistin. Người Philistin cũng xơm tới đến gần David, có kẻ vác binh khí đi trước. Người Philistin xem David, thấy người còn trẻ, nước da hồng hồng, mặt đẹp đẽ thì khinh người. Người Philistin nói cùng David rằng: ta há là một con chó nên ngươi cầm gậy đến cùng ta? Người Philistin bắt danh các thần mình mà rủa xả David và tiếp rằng: hãy lại đây, ta sẽ ban thịt ngươi cho chim trời và thú đồng. David đáp cùng người Philistin rằng: ngươi cầm gươm, giáo, lao mà đến cùng ta. Còn ta nhân danh Đức Giê-hô-va vạn binh mà đến, tức là Đức Chúa Trời của đạo binh Israel mà ngươi đã sỉ nhục. Ngày nay Đức Giê-hô-va sẽ phó ngươi vào tay ta, ta sẽ giết ngươi, cắt đầu ngươi, và ngày nay ban thây của đạo binh Philistin cho chim trời và thú vật của đất. Khắp thế gian sẽ biết rằng Israel có một Đức Chúa Trời, và quân lính này sẽ thấy rằng Đức Giê-hô-va không giải cứu bằng gươm hoặc bằng giáo, vì Đức Giê-hô-va là Chúa của chiến trận, và Ngài sẽ phó các ngươi vào tay chúng ta. Sải khi người Philistin đứng dậy, xơm tới đón David. David vội vàng chạy về hướng hàng trận quân nghịch, đặng đón người Philistin. David thò tay vào túi mình, lấy một cục đá, ném nó bằng trành, trúng nơi trán người Philistin. Cục đá lọt thấu trong trán, Goliath té úp mặt xuống đất. Như vậy, David thắng được người Philistin bằng cái trành ném đá và cục đá, đánh chết hắn mà không có gươm nơi tay. Đoạn, David chạy lại, xông vào mình người Philistin,
lấy gươm của hắn và rút ra khỏi vỏ, giết hắn và cắt đầu đi. Dân Philippines thấy cả lực sĩ mình đã chết thì chạy trốn. Bây giờ người Israel và Juda dấy lên hò hét đuổi theo dân Philippines cho đến cửa thành Gác và Ekron. Người Philippines bị thương ngã chết đầy đường Saragim cho đến Gác và Ekron. Dân Israel sau khi đã rượt đuổi dân Philippines rồi thì trở về cướp phá trại quân chúng nó. David lấy thủ cấp của người Philippines đem đến Jerusalem, nhưng để binh khí Goliath tại trong trại mình. Saul thấy David ra đón đánh người Philippines thì có hỏi quan tổng binh Abner rằng: "Hỡi Abner, người trai trẻ đó là con trai của ai?" Abner thưa rằng: "Ôi vua, tôi xin chỉ linh hồn vua mà thề, tôi chẳng biết." Vua nói cùng người rằng: "Hãy hỏi thăm gã trai trẻ ấy là con của ai." Khi David đã giết người Philippines trở về thì Abner rước người dẫn đến trước mặt Saul. David đang xách thủ cấp của người Philippines nơi tay. Saul nói cùng người rằng: "Hỡi gã trai trẻ, ngươi là con ai?" David thưa rằng: "Tôi là con Isai, tôi tớ của vua ở tại Bethlehem." Chương 18. David vừa tâu xong cùng Saul thì lòng của Jonathan khế hiệp cùng David, đến độ Jonathan yêu mến David như mạng sống mình. Từ ngày đó, Saul rước David về đền mình, không cho trở về nhà cha người nữa. Jonathan khế hiệp cùng David bởi vì yêu mến người như mạng sống mình. Người cởi áo mình mặc mà trao cho David luôn với áo sống khác, cho đến gươm, cung và đai của mình nữa. David đi đánh giặc nhiều. Bất luận nơi nào Saul sai người đi thì đều được việc, nên Saul đặt người làm đầu chiến sĩ, người đẹp ý bá tánh và những tôi tớ của Saul. Khi David đã giết được người Philippines trở về cùng đạo binh, thì những người nữ của các thành Israel đi ra đón Saul, hát múa, đánh trống cơm gõ nhịp và reo tiếng vui mừng. Những người múa đối đáp nhau rằng: "Saul giết hàng ngàn, còn David giết hàng vạn." Saul lấy làm giận lắm và các lời này không đẹp lòng người. Người nói: "Người ta cho David hàng vạn, còn ta hàng ngàn, chỉ còn thiếu cho nó ngôi nước mà thôi." Kể từ ngày ấy, Saul thường ngó David cách giận. Ngày mai, ác thần bởi Đức Chúa Trời khiến nhập vào Saul, người có cơn sốt hoảng trong đền mình, thì David gãy đàn như những ngày khác. Saul cầm một cây giáo nơi tay, bèn phóng David mà rằng: "Ta sẽ đóng đinh nó nơi vách." Nhưng David tránh hai lần khỏi mũi giáo. Saul sợ David vì Đức Giê-hô-va ở cùng David và đã lìa khỏi mình. Saul khiến David cách xa mình, lập người làm trưởng ngàn người. David ra trận trở về thì đứng đầu đạo binh. Trong các công việc, người đều được may mắn và Đức Giê-hô-va ở cùng người. Saul thấy người được may mắn dường ấy thì lấy làm sợ người. Nhưng cả Israel và Juda đều yêu mến David bởi vì người ra trận trở về đứng đầu chúng. Saul nói cùng David rằng: "Này Merab, con gái cả ta, ta sẽ gả nó cho ngươi làm vợ. Chỉ phải giúp ta cách mạnh bạo và đánh giặc cho Đức Giê-hô-va." Vả Saul nói thầm rằng: "Tay ta chớ nên hành hại hắn, nhưng thà tay của dân Philippines còn hơn." David thưa rằng: "Tôi là ai? Thân phận tôi là gì? Họ hàng cha tôi nơi Israel ra chi mà tôi trở nên phò mã của vua?" Vả khi đến kỳ Merab, con gái của Saul phải gả cho David, thì lại gả cho Adriel người Mehola. Nhưng Mican, con gái của Saul, yêu mến David. Khi Saul hay điều đó thì lấy làm đẹp lòng. Người nói thầm rằng: "Ta sẽ biểu hắn cưới nàng, hầu cho nàng làm cái bẫy cho hắn và hắn sa vào tay của dân Philippines." Vậy Saul nói lần thứ nhì cùng David rằng: "Ngươi sẽ làm phò mã ta."
Đoạn, Sa-lơ truyền lệnh cho các tôi tớ mình rằng, hãy nói kín cùng David rằng, ngươi thấy vua lấy làm đẹp lòng ngươi và hết thảy tôi tớ vua đều yêu mến ngươi. Vậy, hãy làm phò mã của vua. Các tôi tớ của Sa-lơ nói lại các lời ấy cùng David. David đáp rằng, làm phò mã của vua há là việc nhỏ mọn trước mặt các ngươi sao? Tôi vốn một người nghèo nàn và hèn tiện. Các tôi tớ của Sa-lơ thuật lại cho vua câu trả lời của David. Sa-lơ nói cùng chúng rằng, các ngươi hãy nói cùng David như vậy. Vua chẳng đòi sính lễ gì khác, chỉ đòi 100 dương bì của người Philistine đặng trả thù kẻ cừu địch mình. Vả, cái mưu của Sa-lơ là khiến cho David sa vào tay dân Philistine. Các tôi tớ kể lại những lời này cho David nghe, thì David chiều theo sự buộc ấy mà làm phò mã của vua. Trước kỳ định, David trỗi dậy cùng quân thủ hạ mình đi đánh giết 200 người Philistine. Người đem dương bì của chúng nó về và nộp cho vua đủ số đặng trở làm phò mã người. Vậy, Sa-lơ gả Mi-canh con gái mình cho người làm vợ. Sa-lơ nhìn biết Đức Giê-hô-va ở cùng David. Mi-canh, con gái của Sa-lơ, yêu mến David. Nhưng Sa-lơ càng sợ David hơn nữa và trọn đời mình làm kẻ thù nghịch người. Mỗi lần các quan trưởng dân Philistine ra trận, thì David may mắn hơn các tôi tớ của Sa-lơ. Vì vậy, danh người trở nên tôn trọng lắm. Chương 21. Vừa khi Đức Chúa Giê-xu cùng môn đồ gần đến thành Jerusalem và đã tới thành Bê-pha-dê bên núi Olive rồi, thì Ngài sai hai môn đồ mà phán rằng, hãy đi đến làng ở trước mặt các ngươi, tức thì sẽ gặp một con lừa cái bị cột với một con lừa con, hãy mở ra và dắt đến cho ta. Nếu có ai nói chi với các ngươi, hãy trả lời rằng Chúa cần dùng hai con lừa đó, tức thì họ sẽ gửi lừa đi. Và điều ấy xảy ra để cho ứng nghiệm lời của đấng tiên tri rằng, hãy nói với con gái thành Si-ôn rằng, này vua ngươi đến cùng ngươi, nhu mì, cởi lừa, và lừa con là con của lừa cái mang ách. Hai môn đồ bèn đi và làm y theo lời Đức Chúa Giê-xu đã dạy. Hai người dắt lừa cái và lừa con, trải áo mình trên lưng lừa và nâng ngài cởi lên. Bây giờ, phần nhiều trong đám dân đông trải áo mình trên đường, kẻ khác chặt nhánh cây mà rải ra giữa đường. Đoàn dân đi trước và theo sau đều kêu lên rằng, Hosanna con vua David, đáng khen ngợi cho đấng nhân danh Chúa mà đến. Hosanna ở trên nơi rất cao. Khi Ngài đã vào thành Jerusalem thì cả thành đều xôn xao nói rằng, người này là ai? Chúng trả lời rằng, ấy là đấng tiên tri Giê-xu ở thành Nazareth, xứ Galilee. Đức Chúa Giê-xu vào đền thờ, đuổi hết kẻ bán người mua ở đó, đổ bàn của người đổi bạc và ghế của người bán bọt câu. Ngài phán cùng họ rằng, có lời chép, nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện, nhưng các ngươi thì làm cho nhà ấy thành ra ổ trộm cướp. Bây giờ những kẻ mù và què đến cùng Ngài trong đền thờ, thì Ngài chữa cho họ được lành. Nhưng các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo thấy sự lạ Ngài đã làm và nghe con trẻ reo lên trong đền thờ rằng, Hosanna con vua David, thì họ tức giận và nói với Ngài rằng, thầy có nghe điều những đứa trẻ này nói không? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, có. Vậy chứ các ngươi chưa hề đọc lời này, Chúa đã được ngợi khen bởi miệng con trẻ và con đương bú hay sao? Đoạn, Ngài bỏ họ, đi ra khỏi thành mà đến làng Bethany và nghỉ đêm ở đó. Sáng mai, khi trở lại thành thì Ngài đói. Thấy một cây vả ở bên đường, Ngài bèn lại gần, song chỉ thấy những lá mà thôi. Thì Ngài phán cùng cây vả rằng, mày chẳng khi nào sanh ra trái nữa. Cây vả tức thì khô đi. Môn đồ thấy điều đó, lấy làm kỳ nói rằng, cớ sao trong giây phút mà cây vả liền khô đi vậy? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi có đức tin và không nghi ngờ chi hết, thì chẳng những các ngươi làm được điều đã làm cho cây vả mà thôi. Song dầu các ngươi biểu hòn núi này rằng, hãy cất mình lên và quăng xuống biển, điều đó cũng sẽ làm được. Trong khi cầu nguyện,
các ngươi lấy đức tin xin việc gì bất kỳ, thảy đều được cả. Đức Chúa Giêsu vào đền thờ rồi, đang giảng đạo, có các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân đến mà hỏi rằng: bởi quyền phép nào mà thầy làm những sự này và ai đã cho thầy quyền phép ấy? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: ta cũng sẽ hỏi các ngươi một điều, nếu trả lời được thì ta cũng sẽ nói cho các ngươi bởi quyền phép nào mà ta đã làm những việc đó. Phép báp tim của Giăng bởi đâu? Bởi trên trời hay là bởi người ta? Và họ bàn riêng với nhau như vậy. Nếu chúng ta đáp rằng bởi trên trời thì người sẽ nói với ta rằng: vậy sao không tin lời người ấy? Còn nếu đáp rằng bởi người ta thì chúng ta sợ thiên hạ, vì thiên hạ đều cho Giăng là đấng tiên tri. Vậy họ trả lời Đức Chúa Giêsu rằng: chúng tôi không biết. Ngài bèn phán cùng họ rằng: ta cũng không bảo cho các ngươi bởi quyền phép nào mà ta làm những điều này. Các ngươi nghĩ làm sao? Một người kia có hai đứa con trai, nói cùng đứa thứ nhất mà rằng: con ơi, bữa nay con hãy ra làm vườn nho. Đứa ấy thưa rằng: vâng, rồi không đi. Đoạn người cha đi đến đứa thứ hai cũng bảo như vậy. Đứa này thưa rằng: tôi không muốn đi, nhưng sao ăn năn rồi đi. Trong hai con trai đó, đứa nào làm theo ý muốn của cha? Họ đáp rằng: đứa thứ hai. Đức Chúa Giêsu phán cùng họ rằng: quả thật, ta nói cùng các ngươi, những kẻ thâu thuế và phường đỉ điếm sẽ được vào nước Đức Chúa Trời trước các ngươi. Vì Giăng đã theo đường công bình đến cùng các ngươi, nhưng các ngươi không tin. Còn những kẻ thâu thuế và phường đỉ điếm đã tin người. Và các ngươi khi đã thấy điều ấy, sao cũng không ăn năn nặng tin người? Hãy nghe lời ví dụ khác. Có người chủ nhà kia trồng một vườn nho rào chung quanh, ở trong đào một cái hầm ép rượu và cất một cái tháp, rồi cho những kẻ trồng nho mướn và đi qua xứ khác. Đến mùa hái trái, người chủ sai đầy tớ đến cùng bọn trồng nho đặng thu hoa lợi. Bọn trồng nho bắt các đầy tớ, đánh người này, giết người kia và ném đá người nọ. Người chủ lại sai đầy tớ khác đông hơn khi trước, thì họ cũng đối đãi một cách. Sau hết, người chủ sai chính con trai mình đến cùng họ vì nói rằng: chúng nó sẽ kính trọng con ta. Nhưng khi bọn trồng nho thấy con đó thì nói với nhau rằng: người này là kẻ kế tự đây, hè, hãy giết nó đi và chiếm lấy phần gia tài nó. Họ bèn bắt con ấy quăng ra ngoài vườn nho và giết đi. Vậy khi người chủ vườn nho đến thì sẽ xử với bọn làm vườn ấy thế nào? Chúng trả lời rằng: người chủ sẽ diệt đồ hung ác ấy cách khổ sở và cho bọn trồng nho khác mướn vườn ấy, là kẻ sẽ nộp hoa lợi lúc đến mùa. Chúa Giêsu phán cùng họ rằng: các ngươi há chưa hề đọc lời trong Kinh Thánh: hòn đá đã bị người xây nhà bỏ ra, trở nên đá đầu góc nhà. Ấy là việc Chúa làm và là một sự lạ trước mắt chúng ta hay sao? Bởi vậy, ta phán cùng các ngươi, nước Đức Chúa Trời sẽ cất khỏi các ngươi và cho một dân khác, là dân sẽ có kết quả của nước đó. Kẻ nào rơi trên hòn đá ấy sẽ bị dập nát, còn kẻ nào bị đá ấy rớt nhầm thì sẽ tan tành như bụi. Các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si nghe những lời ví dụ đó thì biết Ngài nói về mình. Họ bèn tìm cách để bắt Ngài, song sợ thiên hạ, vì thiên hạ tôn Ngài là đấng tiên tri. Thi Thiên 76. Trong Giu-đa người ta biết Đức Chúa Trời, danh Ngài lớn tại Israel. Đền tạm Ngài ở Salem và nơi ở Ngài tại Si-ôn. Tại nơi ấy Ngài đã bẻ gãy tên cung, cái khiên thanh gươm và khí giới chiến. Chúa rực rỡ oai vinh hơn các núi sự cướp giật. Các kẻ gan dạ đã bị cướp lột, họ ngủ trong giấc mình, chẳng một người mạnh dạn nào tìm được cánh tay mình. Hỡi Đức Chúa Trời của Gia-cốp, khi Chúa quở trách, xe và ngựa bèn bị ngủ mê. Chính mình Chúa thật là đáng sợ, cơn giận Chúa vừa nổi lên, ai đứng nổi trước mặt Chúa? Từ trên trời, Chúa truyền đoán ngữ, khi Đức Chúa Trời trỗi dậy đoán xét để giải cứu các người hiền từ trên đất, thì đất bèn sợ hãi và yên lặng. Cơn giận loài người hẳn sẽ ngợi khen Chúa, còn sự giận dư lại Chúa sẽ ngăn trở. Hãy hứa nguyện và trả xong cho Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi,
hết thảy kẻ nào ở chung quanh Ngài khá đem lễ vật dâng cho đấng đáng kính sợ. Ngài diệt khí kiêu ngạo của các quan trưởng. Đối cùng các vua thế gian, Ngài đáng kinh, đáng sợ. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.